Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Thì trước dịch mình có hứa với các bạn là sau dịch mình sẽ làm một cái nội dung về một cái loại rắn cực kỳ đặc biệt, cực kỳ nổi tiếng luôn. Trong bất kỳ một cái cuộc nói chuyện nào liên quan đến rắn độc hoặc là thảo luận về các loại rắn, rắn nào độc nhất ở trên thế giới hoặc là ở Việt Nam thì các bạn thường nhắc đến một cái loại rắn mà ai cũng biết đó là rắn gì nhưng mà nó lại không có ở Việt Nam. Đó là rắn hổ bướm. Ha, thì với cái sứ mệnh là giới thiệu đến tất cả người xem các loại rắn độc của Việt Nam và các loại rắn ở trên thế giới, nhưng mà mình sẽ đưa ra những cái nội dung chính thống nhất, khoa học nhất. Mình sẽ cố gắng làm sao để mà đưa ra các cái thông tin mà nó, mặc dù là nó đơn giản, nó cơ bản nhưng mà nó phải chính xác để mọi người có một cái nhìn nó chính xác về một cái loài động vật nào đấy, chứ mình sẽ không làm cho nó thần thánh hóa, hay là mình sẽ không tôn giáo hóa nó, hay là mình sẽ không đưa các yếu tố tâm linh vào để cho mọi người hiểu rõ hơn về các loài động vật, về tự nhiên nó hoạt động như thế nào, hoặc là cái hệ sinh thái nó hoạt động như thế nào, và các cái đặc điểm, hành vi, tập tính của các loài động vật để mọi người hiểu hơn về các loài động vật. Và các bạn sẽ có những cái cách xử lý hoặc là có cái nhìn nó chính xác hơn về các loài động vật mà sống trong ở trong trong môi trường tự nhiên. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái loài rắn mà nó không có sống ở Việt Nam nhưng mà nó lại có một cái tên rất là Việt Nam, đó là rắn hổ bướm. Thì không biết là cái tên này nó bắt nguồn từ đâu, xuất phát từ đâu, nhưng mà có thể là do các cái đặc điểm bên ngoài của cái loài rắn này, nó có những cái khoang màu đen và nó nói lên cái tên nó gần giống như cái đặc điểm ở bên ngoài như vậy. Thì có thể là nó giống như là những cái cánh bướm thì mọi người gọi nó là rắn hổ bướm chẳng hạn. Nhưng mà đây là một cái loài rắn lục chứ không phải là rắn hổ giống như là mọi người hay gọi. Ở Việt Nam thì gọi rất là nhiều loại rắn thành rắn hổ, có thể là đó là một cái cách mà để cho người lớn nâng cái mức độ nguy hiểm của các loài rắn lên để mà cho các cái bạn nhỏ hoặc là những người mà không hiểu rõ về rắn sợ để mà không tiếp xúc gần hoặc là không cố tình bắt một cái loài rắn nào đấy. Thì ví dụ như là rắn hổ ngựa là một loài rắn mà không có độc thì cũng gọi là rắn hổ, hoặc là rắn hổ trâu là một cái loài rắn cũng không có độc nhưng mà lại gọi là rắn hổ trâu, hoặc là rắn hổ hành là một cái loài rắn mà không bao giờ có cái hành vi cắn người, hoặc là rắn hổ mây gờ, thì đó là những loài mà được gán cái chữ hổ vào nghe thì rất là ghê gớm, rất là nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế thì chúng đều không có độc ha. Thì giới thiệu sơ qua về cái nội dung hôm nay mình sẽ làm về cái loài rắn mà được rất là nhiều người nhắc đến. Các bạn lên trên mạng, các bạn đọc báo mạng, ở đâu cũng thấy thông tin về loài rắn hổ bướm này. Nhưng mà hôm nay duy nhất trên kênh Sứ giả Rừng Xanh, mình sẽ giới thiệu cho các bạn và mình sẽ cho các bạn nhìn thấy tận mắt một con rắn hổ bướm ở ngoài tự nhiên ha. Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Đây là tiếng của một con rắn lục, nó đang phì đó các bạn. Thì như các bạn đã biết ấy, thì ở Việt Nam ấy, các cái loại rắn ví dụ như là hổ mang hay là hổ chúa thì nó mới phát ra những cái tiếng phì phò như thế này đúng không? Nhưng mà đối với cái con rắn hổ bướm này ấy, thì nó có một cái nội lực rất là lớn, nó phì còn lớn hơn là một con rắn hổ mang nữa. Ví dụ như là đối với một con rắn hổ mang ấy, thì cái tiếng phì của nó sẽ là, và nó chỉ diễn ra chỉ khoảng tầm 5 cho đến 7 phút đầu tiên thôi. Còn đối với cái con rắn hổ bướm này ấy, nó có thể phì 15 cho đến 20 phút luôn. Khi nào mà cái sự xuất hiện của bạn ấy, bạn không còn xuất hiện ở đấy nữa, thì con rắn nó mới dừng cái việc phì đó lại. Thì đây là một con rắn, đó, nó vừa mới táp đó các bạn thấy không? Đây là một loài rắn mà có một cái tốc độ táp cực kỳ nhanh luôn. Không để cho các bạn phải chờ đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ móc con rắn lên cho các bạn xem ha. Đây là một con rắn nó không có ở Việt Nam và cái hành vi của nó đối với mình ấy, nó rất là lạ lẫm đối với mình, nên cái việc mà xử lý thì mình sẽ cẩn trọng hơn bình thường ha. Bình thường ấy, cái loài rắn này lúc nào khi mà gặp các cái mối nguy hiểm ấy, thì nó sẽ thu người lại và nó cuộn lại. Nó giống y như là rắn chằm ngọc của Việt Nam, nhưng mà nó có một cái đặc điểm khác ấy, là khi mà cái con rắn này nó chọn cái vị trí để nó nằm thì nó thường nằm ở giữa một cái khoảng trống rất là rộng. Thường thì nó sẽ sống ở các cái khu vực mà có các cái bụi cỏ nhỏ và nó nằm ở những cái vị trí rất là thoáng luôn. Còn đối với rắn chằm quạp ấy, thì rắn chằm quạp sẽ chọn một cái vị trí mà sát chân tường này, sát gốc cây này, hoặc là nằm trên cái nền lá mục. Còn cái con rắn này thì nó sẽ nằm ở một cái vị trí rất là thoáng. Nếu mà ai mà đã đi đi soi và đi tìm thấy con rắn này trong môi trường tự nhiên ấy, thì mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt giữa rắn chằm quạp và con rắn lục Russell này nó khác nhau rất là nhiều. Các bạn nghe thấy không? Con rắn này phì phì rất là mạnh luôn.
Các bạn coi này, khi mà quan sát gần hơn ấy, quan sát kỹ hơn ấy, thì mình mới biết là lý do tại sao mọi người lại đặt cho nó một cái tên mà rất là giống với lại cái đặc điểm mà ở trên cơ thể của nó, đó là rắn hổ bướm. Thì ở đây nó sẽ có những cái hoa văn giống như là hai cái cánh bướm dang ra vậy đó. Và đây là một cái loài rắn mà cực kỳ nguy hiểm nha. Một loài rắn lục nhưng mà cái nọc độc của nó ảnh hưởng lên cơ thể con người rất là nghiêm trọng. Thì để mình nói thêm về cái đặc trưng của nọc độc của cái loài này cho các bạn biết nha. Nếu mà bị cái loài rắn hổ bướm này cắn ấy, thì cái mức độ nhiễm độc của các bạn ấy, nó sẽ nghiêm trọng hơn các loài rắn lục của bản địa. Ví dụ như là rắn lục xanh đuôi đỏ này, rắn chằm quạp. Thì các bạn đã biết là đó là những cái loài rắn mà cái tỷ lệ tử vong nó lên đến khoảng tầm 15 cho đến 20% rồi đúng không? Nhưng mà đối với cái loài này này thì cái mức độ nhiễm độc nó nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Và nghiêm trọng như thế nào ấy, thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết. Tức là khi mà cái nọc độc của cái loài này ấy, nó đi vào trong cơ thể thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng đó là đông máu nội mạch lan tỏa. Thì khi mà cái tình trạng đấy nó xảy ra có nghĩa là máu nó sẽ bị loãng ra này, nó sẽ bị vón cục lại này. Và khi mà các cái cục máu đông này ấy, khi mà máu nó vón cục lại ấy, nó di chuyển khắp cơ thể và đến các cái mạch máu nhỏ li ti thì nó sẽ bị tắc cái mạch máu nhỏ đó lại. Thì các bạn sẽ bị tổn thương các cái khu vực đấy. Thì cái tình trạng này ấy, nếu mà nó ở các cái bộ phận khác hoặc là các cái khu vực trên cơ thể khác thì nó đã nguy hiểm cho cơ thể rồi đúng không? Nhưng mà nó nguy hiểm hơn nữa là đối với cái tuyến trục hạ đồi ấy, đó là cái tuyến yên mà nằm ở trong não của các bạn ấy. Đây là một cái tuyến nó rất là quan trọng, nó quyết định đến cái việc mà sản sinh ra các loại hormone để mà cân bằng trong cơ thể các bạn. Thì khi mà cái tình trạng mà đông máu nội mạch lan tỏa này nó xảy ra ở trên cái tuyến yên này ấy, thì nó sẽ làm thiếu máu, nó thiếu oxy cung cấp cho cái tuyến yên, và cái tình trạng đấy nó làm cho tổn thương một phần các cái tế bào thần kinh, nó sẽ bị tổn thương, và thế là các cái vấn đề liên quan đến các cái hormone trong cơ thể các bạn nó sẽ bị mất cân bằng. Và cái tình trạng này nó rất là nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến tuyến giáp này, nó ảnh hưởng đến tuyến thượng thận này, nó ảnh hưởng đến cả chức năng sinh lý của các bạn luôn, đó là các cái hormone liên quan đến sinh dục cả ở nam và ở nữ. Nếu mà ở nam khi mà bị loài rắn hổ bướm này cắn á, thì các cái chức năng sinh lý liên quan đến nam giới thì sẽ bị giảm này, sẽ bị ảnh hưởng này, và ở ngực ấy thì sẽ bị nữ hóa, tức là ngực của các bạn nam khi mà bị rắn này cắn thì nó sẽ to lên. Thì đó là những cái ảnh hưởng nó liên quan đến các cái hormone và nó bị mất cân bằng hormone trong cơ thể, thì nó rất là nghiêm trọng đúng không? Cũng cùng là độc máu nhưng mà các cái loài rắn bản địa, ví dụ như là rắn lục xanh đuôi đỏ này, rắn lục mũi hách này, rồi rắn chằm quạp, nó cũng xảy ra cái tình trạng đông máu nội mạch lan tỏa giống như là loài này, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến tuyến yên giống như loài này. Thì đây là một trong những cái loài mà nó để lại cái di chứng sau khi bị cắn nó rất là lâu và rất là dài. Thì ở Việt Nam không có loài rắn này ha, và cũng không có huyết thanh của loài rắn này luôn. Nếu các bạn mà nhập rắn này về nuôi ấy, thì các bạn sẽ phải có dự trữ huyết thanh để khi mà có xảy ra tai nạn rắn cắn đối với cái loài này ấy, thì các bạn sẽ có huyết thanh để mà điều trị kịp thời cho nó an toàn ha. Thì như các bạn đã biết thì trong các cái nội dung lần trước thì mình đã chia sẻ cho các bạn thấy huyết thanh mà mình đang trữ ở nhà thì có cả huyết thanh của loài này rồi đúng không? Thì đây là một cái loài mà mình rất là thích luôn. Ở Việt Nam thì không có loài này, nhưng mà trên thế giới á, thì Ấn Độ này, rồi Myanmar này, Lào, Thái Lan, Campuchia thì có phân bố của loài này. Nhưng mà đây là một cái loài mà nó phân bố ở gần chúng ta hơn, tức là ở bên Thái Lan này, ở Campuchia này, ở Đài Loan cũng đều có cái loài này. Còn có một cái loài rắn lục Russell này to hơn nữa, khi mà đạt đến kích thước trưởng thành ấy, thì nó đạt đến kích thước hơn 1 mét luôn. Thì cái loài đó thì nó không có ở gần chúng ta ha, mà ở tận Ấn Độ luôn. Thì cái loài đó thì là cái loài mà đẹp hơn rất là nhiều so với loài này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái găng tay để mà mình bắt cái con rắn này lên cho các bạn xem ha. Thì găng tay chống cắn thì an toàn tuyệt đối, nên các bạn không phải lo cho mình ha. Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Đây là tiếng của con rắn hổ bướm, nó đang phì đó các bạn. Và nó có một số các cái đặc điểm khi mà nuôi nhốt thì các bạn phải chú ý, đó là đây là một con rắn mà nó có thể stress, nó sẽ bị căng thẳng đến mức mà có thể chết.
chết luôn. Có nghĩa là nếu mà các bạn mà để con rắn nó rơi vào tình trạng stress hoặc là tình trạng căng thẳng trong một thời gian dài, nếu mà các bạn không chăm sóc đúng cách thì con rắn nó sẽ căng thẳng cho đến mức chết luôn. Đây là một con rắn không dễ để nuôi nhốt nha. Vậy các bạn ha, thì một số bạn hỏi là ủa anh ơi sao anh không làm về các loại động vật khác, thì thực ra là rắn độc là chuyên môn chính của anh, thì anh sẽ làm liên quan đến rắn độc trước. Và các cái loại động vật khác thì trong những cái hành trình, trong những cái chuyến đi khác, nếu mà gặp các loại động vật khác thì anh sẽ làm. Còn cái gì mà nó thuộc về chuyên môn thì nó sẽ dễ làm hơn ha. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi cái nội dung này. Và các bạn yên tâm là cái loài rắn này thì nó không có ở Việt Nam, vì vậy nên là mặc dù nó nguy hiểm nhưng mà nó không có ở Việt Nam thì nó sẽ không nguy hiểm đến mọi người. Và cái loài này đã được sản xuất huyết thanh từ rất là lâu rồi, và cái việc điều trị nó rất là hiệu quả. Cái di chứng nó để lại nó cũng không có nặng nề giống như là mình nói trong video. Tại vì là khi mà bị đưa đến bệnh viện chậm trễ hoặc là điều trị không kịp thời, hoặc là để cho cái tình trạng hoại tử, hoặc là các cái tình trạng như mình nói lúc nãy đó, nó nghiêm trọng rồi, thì cái câu chuyện nó sẽ diễn biến theo một cái chiều hướng khác. Còn nếu mà khi mà bị cái loài rắn này cắn và đi bệnh viện kịp thời thì không vấn đề gì ha. Vậy ha, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái nội dung tiếp theo. Bye bye.